Ngày đó xuân bao người đi xa cùng về với gia đình, cùng về với ân tình ngất ngây với nguồn yêu mến dần đến lòng mẹ cha bồng hoa là lòng biết ơn. Xin mời cộng đoàn an tọa để nghe ý lễ của tại nhà ăn nghỉ hôm nay. Xin tạ ơn, cầu bình an, cầu đất nước xin ơn hoán cải, cầu cho bà cố Maria dỗ 9 năm, Giuse dỗ 1 năm, Giuse dỗ 2 năm, Lucia dỗ 4 năm, Anna dỗ 13 năm, Domenico dỗ 18 năm, Phêrô dỗ 32 năm, cố linh mục Anton, sơ Maria Augustina, ông cố Phêrô Giuse, ông bà cố Giuse Maddalena, ông bà cố Giuse Anna, ông bà cố Andre Maddalena, ông bà cố Giuse Maria, ông bà cố Phêrô Anna, ông bà cố Gioan Battista Maria, ông cố Domenico, ông cố Giuse, 14 linh hồn Giuse, 11 linh hồn Maria, 10 Phêrô, 6 Teresa, 5 Anton, 5 Anna, 3 Jacobe, 5 Paulo, 5 Micael, 3 Joachim, 3 Matthew, 3 Vincente, 2 Ine, 2 Martino, 2 Philippe, 2 Ignacio, 2 Daming, 2 John Batista, 2 Maddalena, 2 Thomas, Rosa, Agatha, Catarina, Cecilia, Domenico, Micael, Antoine, Alfonso, Claude, Raphael, Maria, Perpetua, Marta, Joan, Giuse, Joan Battista, Maria Teresa, Isabel, Gregorio, Louis, Francisca, Ine, Maria Elizabeth, Simon, Francisco, Xavier, Augustino, Gabriel, Valentino, Luca, Francisco, các linh hồn do lòng thương xót xin, các linh hồn tại nhà an nghỉ một cách hết sức đặc biệt hôm nay, các linh hồn thai nhi và mồ côi, tổ tiên ông bà, cha mẹ và các linh hồn, mời cùng đoàn đứng lên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùng 2 Tết năm nay nhằm đúng ngày Chúa Nhật để chúng ta kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ một cách đặc biệt.
dành một lễ tại nhà an nghỉ cũng là thể hiện rõ nét và cụ thể lòng hiếu thảo của chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Chúng ta hãy ca tụng những vị danh nhân, các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại. Các ngài là những người nhân hậu, sống đúc các ngài không chìm vào quên lãng. Các ngài sống mãi trong dòng dõi các ngài. Gia tài quý báu của các ngài để lại là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước. Nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại. Vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mã đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Muôn dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn chung tiếng ngợi khen. Đó là lời Chúa. Thank you.
làm ra. Này bạn yêu, đời bạn lắm phúc nhiều mời. Chiều nắng trời hiền thế bạn trong cửa trong nhà, và bầy con đông đúc nơi bàn ăn, tựa ô liu đơm hoa kết trái ngọt. Đời sau cùng con cháu hưởng trọn kiếp sống dài lâu. Hạnh phúc thay bạn nào tôn sợ Chúa luôn sống theo đường lối của lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và trường thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy theo thần khí hướng dẫn. Anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng vang này mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy tỉnh thức và cầu cho toàn thể các thánh. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bây giờ có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?
Quả thế Thiên Chúa dạy, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ sẽ phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo rằng, ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tết Nguyên Đán luôn là Tết sum họp, nhưng không thể nào đông đủ được vì có những người lý do này ý kia đi vắng hay không thể về được. Khi vắng thiếu ai, cả nhà đều nhắc đến, nhắc tới những con cháu làm ăn sinh sống nơi xa. Tại sao không nhắc đến những người còn đi xa hơn nữa, biển biệt hơn nữa? Đó là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em ra đi trước chúng ta. Hôm nay hãy mời các ngài về ăn Tết với cháu con. Không thể nào có chuyện gọi là cách mặt xa lòng được, vì Việt Nam chúng ta có kiểu nói ý vị các ngài đã khuất bóng hay là khuất núi, nghĩa là chỉ có che khuất tầm mắt chúng ta, còn ở một nơi nào đó không có thể nào bị tiêu diệt mà các ngài vẫn còn tồn tại. Thưa cộng đoàn, Tết sum họp có hai chiều kích. Với chúng ta còn tại thế thì trở về mái ấm với lời mời gọi về nhà đi con. Còn với những người thân đã tạ thế về cõi phúc thì được gọi là về nhà cha. Hai niềm hạnh phúc, về nhà đi con và về nhà cha, để cho tất cả chúng ta, người sống kẻ chết, cũng được chia sẻ cái niềm hạnh phúc. Còn hôm nay chúng ta trở về hay là đến với nhà an nghỉ của giáo sư Hòa Hương để một cách gặp gỡ các bậc tiền nhân gửi nắm xương tại nơi đây, với sự hiện diện thiêng liêng cao quý của các ngài, để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn công sinh thành dưỡng dục, và xin các ngài cho chúng ta được phúc ấm và phù hộ cho chúng ta trong cuộc sống nhân sinh. Thưa cộng đoàn, sau khi chúng ta tôn vinh Chúa là nguồn mọi lẽ sống, sự sống của ngày mùng 1 Tết, thì hôm nay qua mùng 2 Tết chúng ta phải tôn kính những người đã theo mạng lệnh của Chúa để sinh thành cho chúng ta, như sách Huấn Ca đã ghi nhận. Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ, vì các ngài là những người đạo hạnh, nhờ các ngài con cháu cũng một mực trung thành giữ vững các điều giao ước. Với công lao như thế, chúng ta phải tiếc thương và thương tiếc các ngài. Tiếc vì các ngài còn sống, có khi chúng ta đã không có
phụng dưỡng một cách đầy đủ. Có khi là tại vì chúng ta không có hay là chưa đủ điều kiện, mà nay thì chúng ta có điều kiện thì các ngài đã khuất bóng. Đằng khác thì chúng ta thương các ngài bởi vì các ngài đã trọn tình thương với chúng ta, không tiếc gì với cháu con. Có khi chính vì phục vụ chúng ta một cách quá nhiệt tình mà có khi phải có những lúc mà phải lỗi phạm cách nào cách kia, chỉ vì thương chúng ta, phải thương các ngài. Hôm nay tất cả chúng ta cũng thể hiện lòng hiếu thảo đối với tổ bà cha mẹ, nhưng biết đâu có những người đã không có tấm lòng được như vậy, quên cả việc là kính nhớ, quên cả việc gọi là dâng lễ chứ không phải là xin lễ, hay là gọi là khoán trắng cho các cha, cho anh chị em giáo dân để mà dâng lễ, còn mình thì ở nơi khác. Đành rằng rằng là không dâng lễ được cũng phải hướng về nơi mà chúng ta xin lễ để cầu nguyện cho người thân đã ra đi. Đừng có nghĩ rằng giống như là cái người Do Thái ngày trước, khi dâng lễ phẩm cho Chúa rồi thì thôi khỏi cần phải thờ cao, thờ cha kính mẹ nữa. Nên là đó là lời của Chúa dạy mà giáo hội làm hôm nay, để chúng ta một đàng thì dâng của lễ cho Chúa, nhưng một đàng thì cũng phải giữ, gọi là giữ đạo hiếu kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ bằng cách này hay cách khác. Bởi lẽ ngày hôm nay những người chúng ta đi về Chúa không cần tấm bánh cho mẹ cha, mà các ngài cần tấm lòng của cháu con. Kính thưa cộng đoàn, kính nhớ tổ tiên cha mẹ là một mối lợi cho chúng ta, bởi vì nếu chúng ta biết làm gương sáng hiếu thảo với cha mẹ thì mai sau đây cháu con chúng ta, người hậu duệ, cũng noi gương bắt chước. Mối lợi nữa đó là khi chúng ta tôn kính các ngài, có đi có lại mới toại lòng nhau các ngài ở trên cõi phúc, thì sẽ cho chúng ta được phúc ấm phù hộ cho con cháu. Mối lợi nữa là những lời gia huấn các ngài, có khi các ngài còn sống chúng ta nghe không có rõ, chưa có hiểu hay là bỏ qua, nhưng mà khi các ngài ra đi về với Chúa, chúng ta nhớ lại những lời vàng ngọc, lúc đó thấy là vàng ngọc của cha mẹ làm câu răn mình để chúng ta sửa hướng và sống tốt hơn. Và có khi thì chúng ta mới thấy cái sáng cái gương mẫu các ngài, để biết làm ăn khôn ngoan, biết giữ tình người tình Chúa. Hôm nay chúng ta hiện diện ở nhà ăn nghỉ này để chúng ta cảm thấy nhiều xúc cảm, nhiều tâm tình và nhiều những ý nghĩ rất tốt đẹp. Chắc chắn các ngài sẽ mãn nguyện, bởi vì ít nhất là chúng ta đây có cả hàng mấy trăm người đã thể hiện một điều tốt đẹp, và trong các lễ hôm nay để bày tỏ lòng hiếu kính, và có thể nói là các ngài rất hài lòng mãn nguyện về tấm lòng của quý ông anh chị em dâng cho Chúa qua các ngài như một cái lễ phẩm tuyệt vời. Đó là lời cầu nguyện thay cho của lễ. Đúng thế, lời cầu nguyện thay cho những mâm quả, có những đành đằng
cũng có tất cả những cái hình thức mà bạn hướng dẫn về việc tôn kính Tổ tiên ông bà cha mẹ, và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công bố ngày 4 tháng 10 năm vừa qua, để chúng ta thấy là chúng ta thánh hóa cả những cái truyền thống, cả những mâm quả, có những hương đèn và những việc mà chúng ta tôn kính này bằng cách khác. Nhưng mà cái điều quan trọng là tấm lòng, lời cầu nguyện hơn tất cả. Như lời nguyện trong thánh lễ ngày hôm nay, xin mời cùng đoàn đứng lên để cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một thiên, tôi kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc. Chị em thân mến, kính nhớ tổ tiên và thảo hiếu ông bà cha mẹ là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam hợp với thánh ý Chúa. Trong tâm tình tri ân cảm tạ của những ngày đầu xuân, cộng đoàn chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. Hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Xin cho Đức Giáo Hoàng Francisco cùng các vị chủ trang trong Hội Thánh luôn trung thành tiếp nối sự nghiệp và làm rạng danh công đức của các bậc tiền nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa. Xin cho mọi người, cách riêng các bạn trẻ, biết chu toàn bổn phận làm con cái, luôn hết lòng tôn thờ Thiên Chúa và trọn tình hiếu kính với bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van này mà cầu nguyện luôn mãi. Xin Chúa cho những người đã khuất là tổ tiên, ông bà cha mẹ của chúng ta sớm được thông dự vào sự sống và vinh quang vĩnh cửu của Chúa trong nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thiên Chúa ban ân sủng cho tất cả những ai yêu mến Đức Giêsu Kitô. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta trong năm Canh Tý này biết yêu mến và thực hành lời Chúa để xứng đáng đón nhận muôn phúc lành Chúa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa là cha chúng con, Chúa dạy chúng con phải thảo hiếu đối với tổ tiên ông bà cha mẹ. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn Thánh Thần giúp chúng con biết sống cho đẹp ý Chúa trong bổn phận của bậc con cháu,
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em hãy cầu nguyện hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật đầu xuân này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà tuôn đổ hồng ân xuống trên tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để chúng con cũng được thừa hưởng phúc ấm của các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đậu và xin ơn cứu độ cho chúng con. Quả vậy, khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ, tự nhiên chúng con thấy vạn vật đều có cội rễ căn nguyên. Chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhưng phải nhờ ơn Cha mặc khải chúng con mới nhận biết Cha là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là cha chung của tất cả chúng con. Cha đã ban sự sống cho tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con để các ngài truyền lại cho con cháu. Cha cũng đã ban cho các ngài ân huệ dư đầy để chúng con được thừa hưởng và nhận biết, tôn thờ và phụng sự Cha. Chính vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ngợi khen Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng rằng: Chúa, Chúa thật đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần thánh hóa những của lễ này để trở cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa: bà cố Maria dỗ 9 năm, Giuse dỗ 1 năm, Simon dỗ 2 năm, Lucia dỗ 4 năm, Anna dỗ 13 năm, Domenico dỗ 18 năm, Phiro dỗ 32 năm. Cố linh mục Anton Sir Maria Augustina, ông cố Phêrô và Yusem và ông cố Domenico, ông bà cố Yuse, Anna, Andre Magdalena, Yuse Maria, Phêrô, Anna, Jonosita, Maria, cùng các linh hồn, 14 linh hồn Yuse, 11 linh hồn Maria, 10 Phêrô, 6 Teresa, 5 Anton, 5 Anna, 3 Jacobe, 5 Phaolô, 5 Micael, 3 Joachim, 3 Matthew, 3 Vincente, 2 Ine, 2 Martino, 2 Philippe, 2 Ignacio, 2 Daming, 2 Joan Bautista, 2 Madalena, 2 Toma Rosa, Agatha, Catarina, Cecilia, Domenico, Micael, Antoine, Alfonso, Claude, Rafael, Maria, Perpetua, Mata, Joan, Yusea, Jonosita, Maria, Teresa, Isabia, Gregorio, Louis, Francisca, Anne, Maria, Elizabeth, Simon, Francisco, Xavier, Augustino, Gabriel, Valentino, Luca, Francisco và cách riêng các linh hồn ở nhà an nghỉ mà chúng con kính viếng hôm nay, các linh hồn thai nhi và mồ côi cùng các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ anh chị em chúng con đang ngăn nghỉ trong điểm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người với người và trong người, danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương, cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: để lại bình an cho các con, ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và diện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa đi đấng xóa tội trần gian, phúc cho được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Nhớ chăng sông sâu thì cũng có nguồn, cánh chim có tổ lớn khôn theo bầy, nhọc lòng khổ tâm than ngày, người người ai ơi xin chưa quên công ơn dưỡng nuôi. Nay ta lớn khôn lên nhờ ai, công cha nghĩa mẹ ân tình sâu. Công cha dưỡng nuôi, con nào đền đáp chi cho bằng. Ai ơi chưa quên, cha mẹ là dòng máu trong thân này. Nay xin Chúa cho cha mẹ bao năm dưỡng nuôi, lao nhập hành lòng Chúa ban trên trời. Chúa thương ban cho cuộc sống mỗi người, có cha có mẹ dưỡng nuôi trong đời. Nhọc nhằn khổ đau sớm chiều, ngày dài đêm thâu bao lắng lo, nuôi con tháng năm, mong con lớn khôn trong ngày sau. Mong con lớn khôn trong ngày sau. Con cha dưỡng nuôi, con nào đền đáp
cha bạn. Ai ơi chớ quên, cha mẹ là dòng máu trong thân này. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha mẹ, bao năm dưỡng nuôi lao nhọc thành lòng Chúa ban trên trời. Núi cao sao so đường với con người, nghĩa cha nghĩa mẹ vì như sao trời. Tình mẹ bao la ngút ngàn, biển dài sông sâu ơn nghĩa cha. Ai ơi hãy ghi ra đi nhớ công ơn mẹ cha, an vui nhớ công ơn mẹ cha. Tháng năm mong con được sống nên người, với bao nỗi buồn nỗi vui trong đời. Lòng mẹ tựa như suối nguồn, rừng già non cao ơn nghĩa sâu. Công cha dưỡng nuôi, ai ơi lớn khôn xin đừng quên. Ai ơi lớn khôn xin đừng quên. Công cha dưỡng nuôi, con nào đền đáp chi cha bằng. Ai ơi chớ quên, cha mẹ là dòng máu trong thân này. Mấy xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha mẹ, bao năm dưỡng nuôi lao nhọc hành đồng Chúa ban trên trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân dịp đầu năm mới chúng con đã được dự tiệc mình vào máu Đức Kitô, chớt gì nguồn sinh lực thần linh này giúp chúng con ngày nay sống sao cho tròn chữ hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ, để mai sau được cùng các ngài vui hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn an tọa để nghe lịch và thông báo. Hôm nay mùng 2 Tết kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Ngày mai 27 thứ hai mùng 3 Tết thánh hóa công ăn việc làm thánh Angela Medici trinh nữ. 28 thứ ba thánh Thomas Aquino linh mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 29 thứ tư, 30 thứ năm, 31 thứ sáu
Thánh Gioan Bosco linh mục lễ nhớ. Tháng 2 ý cầu nguyện, cầu cho mọi người biết lắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân. Mùng 1 tháng 2 thứ bảy đầu tháng, mùng 2 Chúa Nhật thứ tư thường niên, dâng Chúa Giêsu trong đền thánh lễ nến lễ kính. Thông báo vì chúng ta có lễ tại nhà an nghỉ. Cho nên chiều nay không có giờ chầu để anh chị em có thể dành thời giờ để kính viếng tại nhà an nghỉ. Lễ chiều và lễ tối nay vẫn như thường lệ là 5 giờ 15, 7 giờ tối. Còn ngày mai thứ hai 27 tháng Giêng, mùng 3 Tết, Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm, hai lễ sáng muộn hơn mọi khi nửa giờ. Lễ nhất 5 giờ 30, lễ nhì 6 giờ 45, lễ chiều 5 giờ 30 thường lệ. Thứ bảy đầu tháng 1 tháng 2, giải tội cho thiếu nhi sáng từ 7 giờ 30, chiều từ 2 giờ 30. Chủ nhật tới là chủ nhật đầu tháng mùng 2 tháng 2. Lễ kính dâng Chúa Giêsu trong đền thánh là lễ nến, làm phép nến trước lễ nhất, lễ ba và lễ chiều. 7 giờ 15 rửa tội trẻ em, lễ ba của thiếu nhi. Sau bài giảng, cử hành nghi thức đặt tay trên các kẻ thơ, xin các phụ huynh nhớ đem các con em tới. 3 giờ 30 chiều các bà mẹ họp đầu tháng. 4 giờ 45 chiều rước kiệu Đức Mẹ đầu tháng. Xin lưu ý, ai muốn xin làm phép nến vui lòng gửi trước nơi phòng áo gói và ghi tên, hoặc là đến dự lễ đem theo để chủ tế làm phép thì giơ nến lên cho chủ tế làm phép. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn quý ông bà chị em vì lòng hiếu kính với tổ quý ông bà cha mẹ tham dự rất đông đảo tại nhà ăn nghỉ này. Chắc chắn là không những các linh hồn hài lòng mà Chúa cũng có thể cho chúng ta gọi là những người con yêu dấu của Chúa, vì đã biết kính Chúa, yêu mà cha mẹ của mình. Xin Chúa chúc phúc lành cho anh chị em, và nhân dịp năm mới cũng xin cầu chúc anh chị em được phúc lành của ông bà cha mẹ ta sống suốt năm tốt đẹp. Mời anh chị em đứng lên lên để lãnh phép lành cuối lễ với lời cầu xin trọng thể trong ngày đầu xuân. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ cho anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài, và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an xác mạnh. Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy, và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mến. Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và thương dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen.